Chào các bạn, tôi đang ở showroom 369 Điện Biên Phủ, Việt Thương Music. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phụ kiện thông dụng nhất mà các tay guitar, guitar bass hay thường sử dụng, đó là tuner. Chúng ta có một số loại tuner thông dụng. Nếu mà các bạn thích các kiểu truyền thống nhỏ gọn, chúng ta có tuner Boss TU30 với màn hình trắng đen truyền thống và lỗ input chúng ta có thể cắm vào để tăng cái độ chính xác. Lợi thế của tuner TU30 này là nhỏ gọn, được tích hợp sẵn metronome để đếm nhịp, và nó có thể bắt tông bằng cách cắm dây jack để tăng độ chính xác, hoặc là bắt tông trực tiếp không cần cắm dây jack. Loại thứ hai là tuner kẹp, chúng ta đến với TU10. Cho những người thích màu mà nó có 5 màu cho các bạn chọn. Và màn hình đèn LED rộng để có thể dễ quan sát, chúng ta có thể chuyển sang màn hình trắng đen cũng được. Và một loại nữa cũng là tuner kẹp, vừa mới ra đời vào cuối năm 2016 đầu năm 2017, đó là TU01, cũng của thương hiệu Boss, với giá đó là phải chăng kích thước nhỏ gọn. Nó có hai khớp xoay cho nên chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh được góc nhìn của tuner. Nhưng mà riêng bản thân tôi thì lại thích cái dạng để dưới chân hơn, nó nằm ở dạng cục giống như thế này. Chúng ta có Boss TU3. Con này xài được pin 9V và cũng có thể xài được adapter. Ngoài ra nó còn có jack out để cấp điện thêm cho nhiều cục boss khác nữa. Chúng ta dùng jack bạch tuộc để cấp điện thêm cho các cục boss khác. Còn nếu đối với các bạn thích tuner cơ cổ điển thì chúng ta có TU12X. Kim của nó là kim cơ, không phải là kỹ thuật số, nên một số bạn vẫn thích hơn. Nó cũng có sẵn chất input output để chúng ta cắm vào tăng độ chính xác hơn cho nó. Còn một loại nữa là tuner gắn trực tiếp trên cây đàn luôn, tích hợp sẵn trên cây đàn, chúng ta khỏi cần phải mua nữa. Ở những cái đàn hiện đại bây giờ thì nó thường tích hợp sẵn luôn tuner. Loa và phần guitar.